Toàn bộ khu đất của chúng ta nằm trên khu đường tránh trạm thuộc ấp 1, xã Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước. Khu đất sở hữu diện tích 7.000 m2, đất mặt tiền dài 116 m, đã đăng ký 2.000 thổ cư, có cột mốc ranh giới rõ ràng. Sở hữu vị trí đắc địa nằm ngay trung tâm xã Đồng Tiến, bên cạnh là dự án khu dân cư Đồng Tiến với diện tích 8 hectare đang mở bán với giá 6 đến 7 triệu trên 1 m2, và khu công nghiệp sắp triển khai sẽ là cú hích tăng giá cho bất động sản ở đây. Về cơ sở hạ tầng, xung quanh khu đất là khu dân cư đông đúc, gần trường tiểu học Đồng Tiến với đội ngũ giáo viên kinh nghiệm và tâm huyết với nghề. Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Đồng Tiến với bề dày lịch sử phát triển lâu đời, luôn đi theo phương châm vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Cách quốc lộ 14 750m, cách cây xăng, chợ, trạm y tế và nhiều tiện ích khác chưa đến 5 phút đi xe. Miếng đất sở hữu nhiều thế mạnh như là đường tránh trạm nên lưu lượng xe lưu thông qua rất lớn, mặt tiền hiện hữu bê tông hai ô tô dễ dàng tránh nhau. Nằm trên đường quy hoạch 28m nối với đồng xoài, đã ghi vốn, khu đất đối diện đã phân lô bán theo mờ ngang hiện hữu, gần khu dân cư đông đúc thích hợp làm dự án nhà ở, khu dân cư. Xung quanh có nhiều cây xanh nên không khí trong lành. Đã có quyết định sáp nhập vào thành phố Đồng Xoài,